Rồi, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Hòa Channel nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn giống dừa. Ở Bến Tre có một cái giống dừa mà người ta gọi nó là dừa dứa. Đó. Dừa dứa thì sao? Hay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cây dừa dứa nó sẽ như thế nào. Đó. Thì đây là một cái đây nè các bạn. Đây là cái cây dừa dứa các bạn. Thì nhìn cái cây dừa dứa thì nó cũng giống như một cái cây dừa bình thường các bạn. Nó giống như một cái cây dừa sim xanh bình thường thôi. Nhưng mà khi mà nó già đi các bạn thì mình lấy cái nước của mình lấy cái nước dừa mình uống các bạn. Nó có thơm mùi lá dứa mà ở miền Nam á mình gọi cái lá dứa là cái lá mà để dành người ta nấu xôi bán á các bạn. Cái lá sẽ dành để dành nấu xôi bán. Đó, miền Bắc thì có thể gọi cái đó là cái lá nếp, nhưng mà ở miền Nam mình gọi đó là cái lá dứa ha, lá dứa các bạn, lá dứa để dành nấu xôi. Bây giờ mình quay hết cái cây cho bạn nha. Cây này thì mình mới đi tham quan vườn á, thì mới trồng á, là nó có trái chín thôi, trái chín là nó mới ra trái thôi các bạn. Đây mình quay đây. Thì nếu mà bạn nhìn sơ ở bề ngoài thì cái cây dừa dứa nó vẫn không khác gì với cái cây dừa bình thường hết, nhưng mà cái khi mà mình uống á bạn, nó có cái mùi thơm của lá dứa thôi chứ không có gì đặc biệt. Bạn tưởng tượng cái lá dứa nấu xôi thì sao, thì nó có cái mùi thơm giống như vậy đó bạn. Này đó, thì nó giống như một cái cây dừa sim bình thường các bạn. Đó, mình quay cho bạn xem nha. Đây là một cái cây dừa dứa các bạn. Đây là cây dừa dứa nha. Thì nó giống như nhiều người nếu mà khi mà mua cái cây giống về để mà trồng một cái loại dừa dứa này nè các bạn, để người ta xác định coi nó có phải là cái cây dừa dứa không á, thì người ta thường á, cây ở cái trại cây giống người ta ôm lên mà người ta lấy cái rễ của cái cây dừa, cái cây non đó các bạn, cái rễ dưới đây nè, cái cây mà khi mà nó mọc lên thành một cái chồi non, nó có cái rễ đó, thì người ta ngắt cái rễ nó lên, người ta thử coi coi nó có cái mùi thơm của lá dứa không nha các bạn. Đó, nếu mà cái rễ đó nó có mùi thơm của lá dứa thì đó đúng mới là cái cây giống dừa dứa. Còn cái nói nếu mà cái rễ của nó không có mùi thơm của cái lá dứa thì nó sẽ không phải là cái dừa dứa nha các bạn. Dừa dứa ở đây là cái mùi của lá dứa chứ không phải là cái trái dứa ở miền gọi là cái khóm nha các bạn. Đó. Nhiều người thì chưa phân biệt được cái đó. Đó. Rồi, còn đây là cái cây dừa mà ở cái xứ Bình Định đó, thì người ta gọi chắc là nó có nguồn gốc từ đó, nên cái ngay chỗ cái Tam Quan Bình Định đó bạn, thì nó có là cây này là cây dừa Tam Quan á bạn. Cái dừa Tam Quan á thì nó có cái vỏ nó màu vàng vàng không? Đó, nó là dừa Tam Quan nha các bạn. Đây là cây dừa Tam Quan nha. Đó. Đó, đây là cây dừa Tam Quan, thì cái vỏ ở ngoài á nó có màu vàng vàng, cái lá nó cũng trong cái lá nó cũng ngả màu vàng vàng các bạn. Nó mình thấy nó vàng hơn những cái cây dừa sim xanh khác nha các bạn. Rồi, còn đây là cái cây dừa sim bạn, nhưng mà cái dừa sim này nó da nó màu xanh đậm các bạn. Người ta hay gọi nó là cái dừa sim lục các bạn. Nước nó thì nó cũng ngọt lắm các bạn. Đó. Đây là cây dừa sim lục nha các bạn. Đây. Đó. Rồi, còn đây là cái cây dừa sim xanh thông thường nè các bạn. Đó, đây là cái dừa sim xanh phổ biến các bạn. Nước nó ngọt lắm các bạn. Thì đó. Đây là cây dừa sim xanh nha các bạn. Cái dừa sim xanh thì một buồng nó chừng 20 trái là cùng rồi các bạn, nhưng mà nước nó rất là ngọt. Thì được các thương lái ưa chuộng hơn tất cả các loại dừa khác, như so với các dừa. Nó nhìn bề ngoài của một cái trái dừa sim xanh với cái trái dừa dứa thì nó gần giống y chang nhau, cây nó cũng y hệt nhau thôi. Nhưng mà cái cây dừa dứa bạn mình uống vô nó có cái mùi thơm của lá dứa bạn.
Mùi thơm của lá dứa là cái lá mà để dành nấu xôi nha các bạn đó. Đây là cây dừa sim xanh nha các bạn. Đây là cây dừa sim xanh thông thường. Còn cái cây đầu tiên hồi nãy mình quay đó là cây dừa dứa các bạn. Nó uống có mùi thơm, nó có mùi lá dứa nha đó. Còn đây mình giới thiệu với các bạn, đây là cái giống dừa dâu á các bạn. Thì cái giống dừa dâu này á, là cái nó trái nó nhỏ bạn, trái nó nhỏ nhưng mà nó rất là sai trái. Cái da nó màu đỏ đỏ đó bạn, nó màu đỏ đỏ bạn đó, nó rất là sai trái. Đây là cái giống dừa dâu. Nếu như một buồng dừa sim thông thường các bạn thì nó có khoảng 20-30 trái, nhưng mà dừa dâu á các bạn nó có thể lên 100 trái một buồng luôn các bạn, nếu như nó cái đó là cây tốt và nó sai trái các bạn. Đây là cây dừa dâu ha. Đó. Đó, cái cây dừa dâu thì cái trái nó màu đỏ đỏ nha các bạn. Rồi thì nãy giờ mình đi quay giới thiệu với các bạn các giống dừa sim có ở Bến Tre rồi. Thì này nè, thì mình giật được, mình bẻ xuống được hai trái dừa sim đỏ nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn uống nước dừa sim đỏ Bến Tre cùng với mình nha. Đây là cái cách mà người ta thường uống dừa ở Bến Tre các bạn. Người ta thường chặt vậy nè, để mình chặt cho các bạn xem ha. Đó, người ta dẹt cái đít này vậy nè. Hoặc là dừa ba nhát thì người ta chặt ba nhát nha các bạn. Hoặc là chặt như thế này rồi đặt cái ống hút vào các bạn. Đó. Như vậy là hoàn thành xong chặt trái dừa nha các bạn. Đó, rồi xong người ta dạt cái mặt này ra là bắt đầu người ta uống được nha các bạn đó. Rồi. Đây, mình cũng xin nói cho các bạn, đây là một cái trái dừa ngon á. Khi mà mình mở cái mặt này ra này các bạn, là cái cái nó mềm vừa phải nha các bạn. Cái mà nó dày quá là nó già không có ngon nha các bạn. Đây là cái mà nó vừa uống nhất luôn nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mời các bạn uống dừa sim Bến Tre cùng với mình nha. Rồi mời các bạn nha, mình đặt cái ống hút này vô cho nó lịch sự nha. Rất là ngọt luôn á các bạn. Dừa sim Bến Tre ngon các bạn. Đó là khi mà mình cái trái dừa sim nó ngon á. Và nó như thế này các bạn. Cái mình mở ra các bạn nè, bạn thấy không? Cái nó dày khoảng chừng chưa đầy 1 cm đâu các bạn, nửa cm đâu các bạn. Mà cái nó phải mềm nha các bạn. Rồi mời các bạn uống dừa sim với mình nha. Rất là ngọt luôn. Rồi nếu mà các bạn có dịp về Bến Tre thì đi tới những cái vườn dừa mình uống dừa sim như thế này rất là ngon nha các bạn. Rồi khi mà chẻ ra trái dừa bạn, mình chỉ cho các bạn đó, cái cáo như vậy, cái cáo như vậy là vừa uống nhất luôn nè các bạn đó, nó mềm mềm ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách thông thường để mà ăn cái cáo này. Nếu mà các bạn không có một cái bình thường thì mình có cái muỗng, mình lấy muỗng mình nạo rồi là nó ngon rồi đúng không, nhưng mà bây giờ mình không có muỗng thì sao mình nấu nạo được đó. Bạn dạt một cái miếng ở trên cái đầu này, đó, của một cái trái dừa múc vậy nè. Đây là cái cách mà ăn thông thường nhất nha các bạn, là cái cách dân dã nhất luôn á nha các bạn. Nó mình sẽ nạo như thế này nha. Đó. Cái cá nó rất là ngon lắm. Thấy không? Bà thấy mình nạo không? Đó. Mình ăn dừa xong mà mình bỏ cái cá này thì nó uổng lắm nha các bạn. Đó. Rồi mời các bạn ăn cá dừa sim Bến Tre với mình nha. Rồi mời các bạn nha. Rất là ngon. Mềm lắm bạn. Rồi mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn. Đó, mình nạo đây nè. Mình lấy cái miếng dừa, mình nạo vậy nè. Rất là ngon luôn. Rồi, mời các bạn nha. Đó. Rồi, mời các bạn ăn nha. Okay.
Rồi thì hồi nãy giờ mình giới thiệu với các bạn là cách cái uống dừa thông thường, ngày nào giờ thì người dân giả thì mình hay chặt dừa như vậy. Như là có một cái cách khác nha các bạn, bây giờ mình dạt cái này đi cho các bạn coi nè. Đây mình là giới thiệu với các bạn, đây là cái cây nè bạn, cái cây mà để mình chỉ vô cái trái dừa để mà mình uống các bạn đây ha. Nhưng mà mấy bạn coi nhiều cái video của bên Thái Lan á, các bạn thấy hay là một số video bây giờ người ta, một số nơi bán dừa bây giờ người ta sử dụng cái cây này các bạn, chỉ vô đây nè các bạn đó, người ta chỉ vô này rồi sao đó, rồi người ta đặt cái ống hút vào nha các bạn đó. Đây là cái cách uống dừa mà hiện nay nhiều nơi đã áp dụng nha các bạn đó. Và đây là dùng cái cây này mình chỉ vô một cái, rồi xong mình đặt cái ống hút vô là mình uống được cái trái dừa này nha các bạn. Rồi mời các bạn uống nước dừa xiêm với mình nha. Rồi nước dừa xiêm ngọt quá các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì bạn hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha. Rồi tạm biệt các bạn nha.